quán chết tinh cầu. Phải rằng Timo nó không đánh được cái chứ, nó sợ chết nó chạy chứ. Vì rừng nó ganh cho nó thì nó không nói mà mấy mình ganh đấy, bị Timo Timo nó giết ngon mà kìa. Là phét. Là phét. Con trồm mới đầu game mà để sâu vậy à? Trồm láo mà. Em chào anh Bảo nhá. Ủa lâu ngày mới thấy là anh Bảo đấy. Nguyễn Hoàng vũ lực, cá sấu trả giá nhiều. À, nó không trừng phạt được ta. Thành Thương Hoàng, trồn em vũ như chiến quá. Lái mà mày. Ê, không trừng phạt được. cái xấu còn nó chat là gì ganh cho Timo đi rồi một tí Timo nó gánh tim cho. Gì? Nói gì đây nè, đúng không ạ? Gì ráng ganh đi rồi Timo nó gánh tim cho. Cười. Ờ nó trừng phạt hả? Cassadin đánh kìa, ở cái thằng này. Thằng Lucian đó kìa. Trời hơn người mà đánh thua kìa. Nguyễn Thanh, con Timo nó giới hạn đặt được bao nhiêu nấm vậy anh? Hình như là 5-6 cây phải không ta? Nó cố tình không ăn rồng được rồi bạn tiên. Không, trừng phạt không được anh em à, chứ rồng mà sao lại bỏ được. Điên là không à. Lê Linh, 5 nấm. Phạm Thắng, 5 CT phải. Ngô Tuấn, này áo xanh làm chuỗi đỏ hợp lắm anh. Dạo này bận quá vui, hôm nay tranh thủ xem có thay đổi gì mới không ạ? Ngày 15 mới update mà anh Bảo ơi. Mốt mới update anh ạ. Biết cái ảo kìa. Daniel, hello, Daniel xin chào, qua. Mặt cười nhăn răng. Ngô Tuấn, tối qua không chim là do khách đông phải không anh? Tôi hôm qua đuối ngủ sớm anh em ạ. Qua mới 10 giờ mình ngủ mất tiêu rồi. Phạm Bình Thanh Phong, ngày xưa đánh bên PC rank cao nhất của anh là gì vậy anh Vương? Anh vàng em ơi, anh vàng nhá. Nay là áo xanh chuỗi đỏ hợp lắm anh ẩu rồi. Nay áo xanh về chuỗi xanh nhá. Turret lost.